Cổ động viên Đông Nam Á quay xe khen Việt Nam, chê trách Indonesia. Cổ động viên Đông Nam Á dành nhiều lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau trận đấu với U20 Qatar tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Sau chiến thắng trước U20 Australia, U20 Việt Nam có được lợi thế tâm lý lớn trước khi bước vào trận đấu thứ hai gặp U20 Qatar. Được đánh giá cao hơn thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nên đội bóng đến từ Tây Á tạo ra được thế trận lấn lướt ngay từ đầu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Quốc Việt đã tỏa sáng để mang về bàn thắng mở tỷ số cho U20 Việt Nam. Bước sang hiệp 2, U20 Qatar có được bàn thắng gỡ hòa trên chấm 11m. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ khi Văn Trường có bàn thắng đánh đầu ngược ở phút thi đấu chính thức cuối cùng để giúp U20 Việt Nam giành trọn 3 điểm. Sau chiến thắng ấn tượng trước cựu vương U20 Qatar, các cổ động viên Đông Nam Á đã dành nhiều lời khen cho Khuất Văn Khang và các đồng đội. Một cổ động viên có tên tài khoản là Kaysiaki sau khi xem hiệp 1 đã tự tin về một tấm vé đi tiếp cho U20 Việt Nam. Tôi thấy rằng sự cạnh tranh trong nhóm này có vẻ rất khó khăn. Nhưng dường như Việt Nam đã xác nhận tấm vé đầu tiên vượt qua vòng bảng. Một tài khoản từ Philippines cũng dành lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Việt Nam bị Qatar dồn ép chặt chẽ nhưng phải đến khi Văn Trường chuyển hóa thành công bàn thắng thứ hai của giải mới giúp Việt Nam ghi bàn thắng quyết định để khai thông thế bế tắc. Có vẻ như Việt Nam đang rất thoải mái với những sơ đồ phản công và củng cố tuyến phòng thủ để đẩy sự kiên nhẫn của Qatar đến giới hạn. Làm tốt lắm Việt Nam, những lời động viên từ Philippines. Tôi ngạc nhiên với tâm lý U20 Việt Nam đang mạnh mẽ lên từng ngày, tưởng chừng như họ sẽ vào vòng trong, còn Indonesia dường như chưa sẵn sàng cho giải đấu này. Chúc mừng các bạn Việt Nam của tôi, một cổ động viên có tên HZA3 bày tỏ sự tin tưởng vào U20 Việt Nam. Với việc U20 Iran bị U20 Australia đánh bại ở trận đấu sớm, U20 Việt Nam vẫn chưa thể chính thức giành lấy tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, những chiến binh sao vàng đang có cơ hội rất lớn để giành vé đi tiếp khi chỉ cần một điểm trước Iran ở lượt trận cuối cùng là kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng. Cổ động viên Đông Nam Á đưa U20 Việt Nam vào World Cup gặp Argentina ngay đi. Cổ động viên Đông Nam Á đồng loạt dành những lời khen có cánh cho U20 Việt Nam sau chiến thắng ngọt ngào trước U20 Qatar. Tối ngày 4 tháng 3, U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai vòng chung kết U20 châu Á. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục là đối thủ được đánh giá cao hơn, U20 Qatar. Tuy nhiên sau chiến thắng thuyết phục trước U20 Australia ở lượt trận ra quân, người hâm mộ bóng đá nước nhà có quyền kỳ vọng về một kết quả khả quan tiếp tục được Văn Khang và các đồng đội tái lập. U20 Qatar chủ động dâng cao đội hình, tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên chính U20 Việt Nam mới là đội có bàn mở tỷ số trước. Quốc Việt một lần nữa lên tiếng đúng lúc đúng chỗ. Bàn gỡ hòa của Qatar trên chấm phạt đền ở phút 85 chỉ khiến chiến thắng của các chiến binh sao vàng thêm phần ngọt ngào, khi Văn Trường có pha đánh đầu đẳng cấp ấn định tỷ số 2-1 cho Việt Nam sau đó. Chiến thắng của U20 Việt Nam một lần nữa khiến cổ động viên Đông Nam Á ngả mũ thán phục. Trên diễn đàn ASEAN Football, cơm mưa lời khen được gửi đến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Thật ngạc nhiên với tâm lý của U20 Việt Nam, họ mạnh mẽ hơn qua từng trận đấu. Còn U20 Indonesia dường như chưa sẵn sàng cho giải đấu này, cổ động viên Akbar của Indonesia bình luận. Nhìn các đội trẻ Việt Nam thi đấu, bóng đá Thái Lan có lẽ đã theo sau vài năm. Chúng ta đang sở hữu một vị chủ tịch kém cỏi. Tôi chắc chắn U20 Việt Nam sẽ tạo nên một kỷ lục lịch sử tuyệt vời khác trong giải đấu này một lần nữa, ít nhất là đến bán kết. Một cổ động viên Đông Nam Á khác thì bình luận hài hước, đưa đội tuyển Argentina đến đây. Như vậy với việc toàn thắng sau hai lượt trận, U20 Việt Nam tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B và đang nắm lợi thế cực lớn trong việc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, vòng chung kết U20 châu Á. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán với đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng đấu U20 Iran. Một điểm là đủ để đoàn quân áo đỏ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng. AFC khiến U20 Việt Nam mừng hụt sau chiến thắng trước Qatar. Trang chủ AFC đã có khiến cổ động viên mừng hụt khi cho rằng U20 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào tứ kết vòng chung kết U20 châu Á 2023. U20 Việt Nam đang viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Dù rơi vào một bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh như U20 Iran, U20 Australia hay U20 Qatar, tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn khiến tất cả phải thán phục chỉ sau hai lượt trận đầu tiên. Ở trận ra quân, những chiến binh sao vàng đã đánh bại U20 Australia với tỷ số 1, không để tạo đà tâm lý tốt cho trận đấu gặp U20 Qatar. Ở trận đấu gặp đại diện Tây Á, U20 Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên vẫn có được điều mình cần là 3 điểm trọn vẹn khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1.
chiến thắng này giúp cho U20 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành lấy tấm vé vào tứ kết của bảng B. Sau trận đấu này, trang chủ của AFC đã có bài đăng chúc mừng Quốc Việt và các đồng đội. Tuy nhiên, AFC lại bất ngờ tính nhầm tấm vé đi tiếp khiến các cổ động viên Việt Nam mừng hụt. Cụ thể, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á viết, một câu chuyện ly kỳ ở Fergana kết thúc với việc Việt Nam giành trọn 3 điểm và trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, trên thực tế, U20 Việt Nam vẫn chưa thể giành vé đi tiếp bởi ở trận đấu sớm, U20 Iran đã bất ngờ phải nhận thất bại trước U20 Australia. Qua đó, cả 4 đội bóng tại bảng B vẫn còn cơ hội đi tiếp. Đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á sẽ chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại nếu như cầm hòa U20 Iran ở trận đấu cuối cùng. Bên cạnh đó, nếu như U20 Australia mất điểm trước U20 Qatar ở lượt trận cuối thì U20 Việt Nam cũng sẽ giành quyền đi tiếp dù phải nhận thất bại trước U20 Iran. Theo lịch thi đấu đã được công bố, U20 Việt Nam sẽ đối đầu với U20 Iran vào ngày 7 tháng 3 tới. Hạ gục nhà cựu vô địch châu Á, U20 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cổ tích. U20 Việt Nam đã có chiến thắng đầy kịch tính trước U20 Qatar để tiếp tục dẫn đầu bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trước khi bước vào lượt trận thứ hai bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam không được đánh giá cao so với đối thủ U20 Qatar nhà vô địch U20 châu Á 2014. Dẫu vậy, với việc có được 3 điểm trước U20 Australia ở lượt trận trước đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được tâm lý tự tin, thoải mái. Ngay từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, U20 Qatar đã dồn lên tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành của U20 Việt Nam. Phút thứ 10, An Gia Huy thực hiện pha cứa lòng nguy hiểm khiến Cao Văn Bình phải bay người để cản phá bóng. Sau những phút đầu để đối thủ ép sân, U20 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Bất ngờ đã xảy ra khi ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Quốc Việt đã tỏa sáng. Từ pha phản công sắc lẹm, Quốc Việt đón đường truyền của Văn Trường và xử lý tinh tế trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục Amir, mở tỷ số cho U20 Việt Nam. Bước vào hiệp 2, U20 Qatar dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội bóng Tây Á tạo ra lại không mang đến kết quả. Phút thứ 84, U20 Qatar được hưởng quả penalty đầy tranh cãi. Trên chấm phạt đền, An Gia Ghi không mắc sai lầm nào để mang về bàn thắng gỡ hòa cho U20 Qatar. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, U20 Việt Nam đã thiết lập lại thế dẫn bàn với siêu phẩm đánh đầu ngược của Văn Trường. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu giúp U20 Việt Nam giành chiến thắng và tiếp tục dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu cuối cùng, U20 Việt Nam sẽ đối đầu với U20 Iran và chỉ cần một điểm, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.